Em xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Bốn Bánh Hải Dương của em. Hôm nay thì bên Bốn Bánh Hải Dương lại vừa về thêm một mẫu xe để phục vụ cho bà con tránh dịch. Giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Xe là thuộc phân khúc hạng A, rất là nhỏ gọn, đi lại các đường phố ngõ ngách thì rất là tiện lợi mọi người nhé. Đó là chiếc Kia Morning. Xe này được sản xuất cuối năm 2010 và đăng ký lần đầu là 2011. Động cơ máy là 1.0 phiên bản số sàn. Tổng thành xe là màu bạc mọi người này, sơn xi còn cực đẹp luôn nhá, còn rất là long lanh. Trang bị theo xe là màn hình camera lùi này, form dáng rất là đẹp, các đèn pha, đèn hậu ấy còn rất là sáng mọi người này. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây, nhìn rất là đẹp mọi người nhá. Lốp của em nó thì vừa mới thay 4 quả xong, khe rãnh là còn rất là sâu. Bà con lấy xe về chỉ việc sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ việc gì nữa. Các tay nắm này, các viền kính này đều được mạ chrome hết rồi, vè chắn mưa đầy đủ. Và chiếc này là bên em đang chào bán với giá chỉ với 130 triệu thôi nhá. Chỉ với 130 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Khám phí thì rất là dài, tháng 3 năm 2021. Các đèn pha đây, viền được ốp viền chrome này nhìn rất là đẹp này. Biển Hải Phòng. Đó, mọi người lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Mặt ca lăng của xe đây, các đèn pha đây còn tương đối là mới mọi người nhé. Chỉ với 130 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một dòng hatchback rất là nhỏ gọn, tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì rất là phổ thông. Đồ đạc phụ tùng thay thế thì tìm rất dễ và rẻ nhé. Đó, nội thất của em nó đây, ghế da màu đen nhìn còn rất là sạch sẽ mọi người này, rất là bóng bẩy nhé. Trần nỉ đây, trần nỉ đây, còn nguyên bản theo xe này, còn rất là sáng mọi người này. Đó, trang bị theo xe là màn hình Android này, rất là xịn xò nhá. Củ số đây, phanh tay đây. Chiếc xe này là em cam kết là về chất lượng nhá, không có đâm đụng ngập nước gì cả. Côn số rất là ngọt, điều hòa rất bốt luôn, xe không lỗi. Cột kèo keo chỉ zin, đầu đỗi đầu đít zin. Đó, theo chỉ đây bà con này, chỉ với 130 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Gương chỉnh cơ đây, kính điện nó rất là đẹp nhá. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì cách thành phố Hải Dương là 30 km, và hiện tại thì chưa phát hiện ca nhiễm Covid nào nên là đường xá vẫn lưu thông bình thường nhé. Nên là các bác có nhu cầu xuống xem xe trực tiếp thì cứ đi lại thoải mái thôi, không lo về vấn đề đường xá gì đâu. Bên Bốn Bánh Hải Dương thì có mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu mà cô bác anh chị nào ở trong hai khu vực miền Nam và miền Trung mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu mình sẽ vận chuyển xe trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị lấy xe đi rồi nhá. Giá 130 triệu là bên Bốn Bánh Hải Dương đã bao gồm phí hồ sơ cho bà con rồi. Mọi người lấy xe về chỉ việc sang tên mà đi thôi. Bên Bốn Bánh Hải Dương thì bán xe luôn có cam kết về chất lượng như giấy tờ cho bà con, nên là bà con cứ yên tâm. Ở hai khu vực miền Trung và miền Nam thì thực tế xe như nào thì bên em cam kết tả chuẩn cho mọi người. Đó, trong video như nào thì ngoài thực tế xe là như vậy thôi, nên là bà con yên tâm. Đó, em cam kết tả chuẩn cho bà con, nếu mà sai thì em xin chịu phạt mỗi lỗi 10 triệu nhé, nên là bà con yên tâm. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần máy của xe này. Đây, máy của xe này, mặt máy còn rất là sáng mọi người này. Máy móc còn rất là khô nhá, chưa có hiện tượng rò rỉ dầu mỡ gì cả này. Đó, máy móc cực kỳ chất luôn, nổ rất là êm, không có đâm đụng ngập nước gì cả. Thì mới nỗi đâm đụng ngập nước là em cho xe luôn. Đó, một chiếc xe là còn rất là đẹp mà giá thì rất là rẻ luôn nhá, chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi.
chỉ với 130 triệu thôi. Nếu cô bác anh chị nào mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em. Em xin chúc tất cả bà con cô bác và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Mọi người mà yêu thích kênh của em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.